Bảy loại khẩu nghiệp tuyệt đối đừng bao giờ nói ra, kẻo rước họa vào thân. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, kiểm soát được lời nói có trọng lượng, khống chế được tâm mình, quả là người cao thượng. Khi nói những điều bất hảo, chúng ta không chỉ làm tổn thương đến thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, mà còn tự làm hại bản thân mình. Sau đây là 7 tầng khẩu nghiệp cần tránh để không rước họa vào thân. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, nói dối. Tại sao một người lại nói dối? Là để che đậy sự thật, để đổ lỗi cho người khác, hay vì xấu hổ không dám nhận lỗi của mình? Nhưng dù sao, lời nói dối chỉ có thể bảo vệ bản thân được trong thời gian ngắn. Nói dối có thể chót lọt một hai lần, nhưng liệu ai có thể nói dối mãi mà không có sơ hở, không bị phát hiện? Nếu phát hiện ai đó đang lừa dối mình, thì bạn sẽ mất đi sự tin tưởng dành cho người ấy. Và tất nhiên, bạn sẽ không còn coi đó là một người bạn chân thành. Tương tự, một ông chủ liệu có thể thăng chức và đặt trọng trách lên vai của kẻ nói dối? Niềm tin một khi đã mất thì giống như bát nước đã đổ đi, muốn lấy lại phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa. Vậy làm sao để không nói dối? Nếu gặp câu hỏi tế nhị, bạn có quyền im lặng và lịch sự từ chối trả lời. Còn nếu đã làm sai, nhận trách nhiệm chính là thể hiện sự hối cải. Người ta vẫn nói, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Khắc sâu bài học và lần sau làm tốt hơn, bạn sẽ được người khác tôn trọng, tin tưởng. Thứ hai, nói xấu sau lưng. Trong nhịp sống vội vã, ai cũng bận bịu về sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ phong phú. Con người không có ai hoàn thiện, vậy nên cũng không ai có thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm. Với sai phạm của mình thì ai cũng muốn được người khác tha thứ, khoan hồng. Vậy tại sao chúng ta không thể vị tha, bao dung cho lỗi lầm của người khác? Thay vì nói xấu, hãy mở rộng lòng mình. Nếu có thể thì im lặng bỏ qua. Nếu việc hệ trọng thì hãy nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm cho đối phương để họ sửa chữa. Làm được như vậy, bạn thật đáng khâm phục. Độ lượng, khoan dung với người khác chính là tạo phúc cho bản thân mình. Điều thứ ba, nóng nảy chửi mắng. Nóng giận thì cả hai cùng không vui. Nóng giận không thể giải quyết được vấn đề. Oán hận càng tăng thêm thì bao giờ mới dứt. Trong quản giáo con cái, nếu cha mẹ thường xuyên nổi nóng thì biết đâu sau này chúng sẽ học tập sự nổi nóng của chính cha mẹ mình. Vậy nên các đấng sinh thành, hãy nhẹ nhàng phân tích lợi hại cho con, lấy bản thân làm gương, gieo mầm thiện, dạy con thấu hiểu đạo lý làm người thì con trẻ sẽ ngoan ngoãn, biết vâng lời. Điều thứ tư, nói tục chửi bậy. Ngôn ngữ trong sáng thì mới có văn hóa, văn minh. Lời ăn tiếng nói lịch sự sẽ là chất xúc tác gây thiện cảm cho người đối diện. Một người nam ăn nói chính trực và chân thành là biểu hiện của bậc quân tử. Một thiếu nữ phát ngôn ra những lời chua ngoa thì liệu có thể trở thành cô gái dịu dàng, nữ tính, đáng được các chàng trai mến mộ? Thứ năm đó là suy bụng ta, ra bụng người. Văn hóa phương Đông có nội hàm rất sâu sắc, nên có người thường hay suy diễn ẩn ý đằng sau câu nói của kẻ khác. Tuy nhiên, những suy diễn của người ta nhiều khi vượt rất xa, bóp méo hẳn ý nghĩa câu chữ ban đầu của người khác. Đây cũng là điều tối kỵ. Điều thứ sáu, ghen tị. Ghen tị là nguồn gốc của rất nhiều mâu thuẫn. Bạn muốn hạ thấp uy tín, nhân phẩm của người khác vì họ có gì đó hơn mình, mà không nghĩ đến họ đã bỏ bao công sức để đạt được thành công đó. Bạn là chính mình, chứ không phải là bản sao của người khác.
so sánh với người khác chỉ thêm mệt thân. Sao không dành thời gian nỗ lực cải thiện bản thân mình? Điều thứ 7, im lặng trước cái ác. Vạch trần tội ác, nói lên sự thật là biểu hiện của chân thật, chứ không phải là khẩu nghiệp. Im lặng trước cái ác cũng là một tội ác, đặc biệt nếu đó là một tội ác lớn như phóng hỏa, sát nhân, vi phạm nhân quyền, diệt chủng. Vạch trần kẻ xấu là ngăn cản họ tiếp tục làm ác. Đây là một việc thiện. Nếu làm được như vậy, xã hội mới công bằng và ổn định dài lâu. Người xưa có câu: thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Đủ để thấy sức mạnh của một lời nói là to lớn đến nhường nào. Đôi khi đùa cợt, phỉ báng người khác tưởng chừng như vô hại, dù chưa gây ra tác hại to lớn gì đối với người nghe, nhưng đối với bản thân người nói thì đã là đang tạo nghiệp rồi. Về phương diện nói chuyện, cả Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo đều nhấn mạnh đến vấn đề tu khẩu. Người xưa có câu: xuất khẩu thương nhân, tạm dịch là gây đau khổ cho người khác bằng lời nói. Câu nói ám chỉ rằng miệng nói ra những lời sằng bậy, lời ác đều sẽ làm tổn thương người khác. Như vậy chính là đang tạo nghiệp. Hơn nữa, cố tình nói sai sự thật, phỉ báng, vu khống làm người khác đau khổ vô vàn là hành vi của kẻ ti tiện tiểu nhân. Cách cư xử như vậy sẽ phải trả nghiệp thống khổ vô vàn. Xưa kia có một người đàn ông tên là Trúc Kỳ Sinh. Anh ta thường hay dùng lời nói của mình mà bẻ cong sự thật, chế nhạo, mỉa mai những thiếu sót của người khác. Hơn nữa, anh ta còn thường ưa thích việc dẫn dụ người khác làm điều xấu, hại người. Mỗi khi gặp người có tướng mạo xấu xí, Trúc Kỳ Sinh liền cười nhạo, châm biếm họ. Mỗi khi gặp người xinh đẹp tuấn tú, anh ta liền dùng lời nói đùa cợt, trêu ghẹo họ. Mỗi khi gặp người trí thức thông minh, Trúc Kỳ Sinh lại bình phẩm một phen từ đầu đến chân của người này. Ngược lại, nếu gặp người ngốc nghếch hơn mình, anh ta sẽ ra sức bắt nạt, ức hiếp họ. Nếu gặp một người bần cùng nghèo khổ, anh ta không những không thương xót, giúp đỡ mà còn khinh bỉ họ. Gặp người giàu có thì lại ghen ghét, phỉ báng họ. Khi gặp quan chức, Trúc Kỳ Sinh liền tìm kiếm và moi móc đời tư của vị này cho mọi người biết. Mỗi khi gặp một vị học giả, anh ta lại loan truyền bí mật của người này. Khi gặp người hoang phí tiền bạc, Trúc Kỳ Sinh lại ca tụng họ là người rộng rãi. Còn khi gặp kẻ nham hiểm, chuyên lừa lọc, độc ác với mọi người, thì anh ta ca tụng người này là cao cả. Đặc biệt là khi gặp người nào đàm luận về thuyết của nhà Phật, Trúc Kỳ Sinh không tiếc lời nhạo báng và châm chọc họ là người ăn chay. Khi gặp người nào nói về nho học và tu đức hạnh, anh ta cười và gọi họ là đạo đức giả, ngụy quân tử. Khi thấy ai nói lời tử tế, anh ta lại giễu cợt họ rằng chỉ được cái nói hay. Khi gặp người làm việc thiện, anh ta không những không khuyến khích họ mà còn châm chọc họ rằng thật là kỳ cục, tại sao anh làm việc tốt này mà không làm việc tốt kia. Đi tới đâu, anh ta cũng bình luận và nói những lời lẽ trái với sự thật. Về sau, đến lúc trung tuổi, Trúc Kỳ Sinh đột nhiên mắc bệnh lở lưỡi. Bệnh của anh ta không những không có cách chữa mà mỗi ngày còn phải dùng châm và đâm vào đầu lưỡi để máu chảy đầy miệng mới bớt đau đớn. Hàng năm, Trúc Kỳ Sinh đều bị đau đớn vô cùng từ 5 đến 7 lần. Anh ta quằn quại cực độ mỗi khi muốn nói lời nào đó. Cuối cùng, anh ta chết vì lưỡi bị teo. Cổ nhân thường dạy, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Người có bệnh tốt hay không, chỉ cần mở miệng là có thể biết. Cổ nhân thường giảng, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn nói những lời không tốt, chê trách, nói xấu người khác, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo,
người hay nói ra những lời sai sự thật, phỉ báng, lời sằng bậy, lời ác gây tổn thương đến người khác sẽ tạo nghiệp rất lớn. Có rất nhiều người ngày nay không còn chú ý giữ gìn lời nói của mình, mà dễ dàng hoặc thậm chí cố tình dùng lời nói để sát thương người khác. Họ không còn tin rằng ác khẩu sẽ gây ra tội nghiệp mà bản thân sau này nhất định sẽ phải hoàn trả. Trong giới tu hành cho rằng có nhiều loại nghiệp khác nhau, chúng gây ra những loại bệnh tật khác nhau. Nhìn thì thấy như là bệnh trên thân thể, nhưng nguyên nhân lại chính từ nghiệp mà ra. Mà khẩu nghiệp là loại nghiệp mà mọi người dễ gặp nhất. Đôi khi chỉ lỡ lời, nói những điều mà không đặt mình vào hoàn cảnh của họ là đã làm tổn thương họ, thậm chí khiến họ tìm đến đường cùng. Lời nói như dao sắc, có tính sát thương rất mạnh. Vì vậy, ai ai trong chúng ta cũng đều phải chú ý đến vấn đề này. Câu chuyện có thật trên đây như là một bài học cho tất cả mọi người.